Những nét phổ biến nhất của lễ hội Halloween mà chúng ta kỷ niệm ngày nay bắt nguồn từ truyền thống Samhain của người Celtic Ireland. Các chuyên gia cho rằng khắc bí ngô và việc đi xin kẹo có nguồn gốc từ Iceland và đã trở thành một phần của sự trao đổi văn hóa xuyên đại Tây Dương. Halloween trở thành một lễ hội ngày càng phổ biến ở Vương quốc Anh, ở vùng nông thôn Leicestershire, trang trại cắt thâu đang kinh doanh phát đạt trong kỳ nghỉ học với những cánh đồng bí ngô lớn. Có những vườn bí ngô để du khách tới mua một quả bí để khắc, tham quan hội trợ vui chơi và thậm chí có cả một dạp siếc Halloween rùng rợn. Nhiều chuyên gia về văn hóa dân gian tin rằng Halloween hiện đại có nguồn gốc từ lễ hội Samhain của người Celtic Ireland và các yếu tố siêu nhiên đáng sợ chỉ là một phần của sự chuyển đổi mùa khi mùa thu dần nhường chỗ trong mùa đông. Chắc chắn có một điều gì đó cổ xưa hơn vì đã từng có một lễ hội cổ của người Ireland gọi là Samhain. Chúng ta không biết nhiều về nó, nhưng dường như đây là thời điểm mà có lẽ bạn dễ gặp phải điều gì đó siêu nhiên hơn. Chúng ta không có bằng chứng cho thấy đó là lễ hội của người chết, nhưng có thể bạn sẽ gặp những nhân vật tốt bụng hoặc những nhân vật thật đáng sợ trong dịp này, những nhân vật mà bạn thường không thấy, trừ khi bạn có khả năng nhìn thấy điều huyền bí. Claudax Doyle là một chuyên gia về đời sống văn hóa dân gian Iceland tại Bảo tàng Quốc gia Iceland. Bà tin chắc rằng Halloween có nguồn gốc từ Iceland và có thể truy tìm các yếu tố của lễ hội này trong văn hóa dân gian Iceland. Ví dụ, những quả bí ngô khắc hình hiện được coi là biểu tượng của Halloween bắt nguồn từ một truyền thuyết Iceland về một người thợ rèn tên Jack, người đã thực hiện một giao kèo với quỷ dữ. Jack trong lồng đèn là câu chuyện kể về một người thợ rèn xấu tính nhưng xảo quyệt tên là Jack và anh ta thực hiện những giao kèo với quỷ dữ và thượng đế. Nhưng cuối cùng thượng đế không muốn anh ấy lên thiên đường và quỷ cũng không muốn anh ta xuống địa ngục. Vì vậy quỷ cuối cùng đưa cho anh ta một cục than hồng và buộc anh ta phải ở trong một trạng thái lấp lửng. Anh ta bỏ cục than hồng vào trong một củ cải và cục than từ địa ngục đó nằm trong củ cải tạo thành chiếc đèn lồng và Jack tự hỏi, tôi sẽ đi đâu đây? Quỷ nói, ừ thì anh cũng phải lang thang khắp thế gian thôi mà. Ở Bắc Mỹ, bí ngô dễ tìm hơn nên chúng đã thay thế củ cải trong phiên bản truyền thống của người Mỹ. Một hoạt động phổ biến khác trong lễ hội Halloween là đi xin kẹo khi trẻ em mặc trang phục hóa trang và gõ cửa nhà hàng xóm xin kẹo. Bà Doi nói đây cũng là một truyền thống lâu đời của người Iceland và việc đi xin kẹo cũng có được biết đến như là đêm nghịch ngợm hoặc đêm ném bắp cải khi mọi người ném bắp cải vào cửa gây ồn ào và có cửa rồi chạy đi đó chính là những trò tình nghịch và nếu bạn không mở cửa để cho kẹo thì bạn sẽ nhận được một trò tình nghịch và điều này vẫn còn rất phổ biến still very much những người ireland nhập cư vào mỹ đã mang theo các truyền thống dân gian của họ đến thế giới mới những truyền thống này sau đó đã được mỹ hóa và thích nghi trước khi cuối cùng quay về xuyên qua đại tây dương Thật là tuyệt vời có những điều di chuyển theo dòng người nhập cư và có những điều quay trở lại. Ví dụ như các cuộc diễu hành ngày Thánh Patrick không bắt đầu ở đây, chúng bắt đầu ở Mỹ rồi quay trở lại, nhưng chúng hầu như không còn giống nhau. Giờ đây chúng đã trở nên sặc sỡ như ở Mỹ, nhưng không phải bắt đầu từ đây. Một khía cạnh của văn hóa Halloween Mỹ đang len lỏi vào các lễ hội ở Iceland là sự rùng rợn. Phần mỹ hóa duy nhất và điều đã thay đổi là trang phục đã trở nên ghê rợn hơn. Khi thiên chúa giáo lan rộng qua châu Âu, các lễ hội ngoại giáo thường được điều chỉnh. Halloween diễn ra vào ngày trước ngày các thánh trong giáo hội thiên chúa giáo phương Tây, một ngày lễ dành để tưởng nhớ các thánh và các vị tử đạo đã khuất. Chuyên gia Meryl Kaplan công nhận nguồn gốc ngoại giáo của Halloween, nhưng cho rằng chính thiên chúa giáo đã mang đến cho lễ hội hương vị đặc trưng mà chúng ta biết ngày nay. Nhiều người nghĩ rằng Halloween có nguồn gốc từ nền văn hóa ngoại giáo cổ xưa, một lễ hội Celtic cổ về người chết, nhưng thực sự không đơn giản như vậy. Nhiều điều mà bạn nghĩ là rất Halloween như thăm nghĩa trang, những cuộc diễu hành con nến, mọi người mặc áo choàng dài, thần chết viếng thăm, ma quái, linh hồn quậy phá, tất cả những điều đó thực sự đều đến từ Thiên Chúa giáo thời trung cổ. Medieval Christianity. trở lại trang trại Halloween du khách đang tận hưởng không khí rùng rợn có rất nhiều cảnh để chụp ảnh lưu niệm trên con đường này Stewart At đến đây cùng với con gái nhỏ và cho biết Halloween là một cách tuyệt vời để làm quen với hàng xóm còn Eliza thì tới đây với gia đình để hái bí ngô rồi cùng nhau ngồi khắc để trang trí lễ hội Halloween rơi vào ngày 31 tháng 10